đạo làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy: hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dân làm được. Giếng thời không gian. Nghiêu Nghiêu ơi, tớ đây. Hiếu Hiếu, đợi tớ một lát nhá, tớ ra ngay đây. Được rồi. Vào phòng trống như có người, ở nơi không có người giám sát cũng phải tôn trọng phép tắc. Mình chỉ nhìn một cái, không có ai biết đâu. Vừa rồi là tiếng gì thế? Sao lọ hoa bị vỡ vậy? Vì sao vậy? Không phải tại tớ, là mèo. Mèo á? Tớ... Ông đã nói với cháu, vào phòng trống như có người từ lâu rồi mà. Chủ nhà không có ở đấy, sao cháu có thể tự động đụng vào đồ của chủ nhà chứ? Nhưng lọ hoa đó không phải là do cháu làm vỡ. Cháu đã nghe câu chuyện ruộng dưa và dưới cây mận chưa? Khi ở trong ruộng dưa thì không được đứng lại để buộc dây giày, đi dưới cây mận thì không được bỏ mũ ạ. Cháu biết tại sao không? Như thế sẽ làm người hiểu nhầm ta đang trộm dưa hấu hoặc quả mận ạ. Nếu cháu xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, dẫu rằng lọ hoa không phải do cháu làm vỡ, thì người ta cũng sẽ hiểu nhầm cháu đấy. Vâng ạ, cháu biết lỗi rồi ạ. Tại chú mèo đó làm vỡ lọ hoa mà. Cậu tự tiện vào phòng đọc nhà Ngưu Ngưu, sao lại trách chú mèo chứ? Nếu không phải là chú mèo đó làm vỡ lọ hoa, uy tín của tớ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tiểu Sủng ơi, cậu nhất định phải giúp tớ quay trở lại quá khứ. Tớ phải ngăn chú mèo làm vỡ lọ hoa để lấy lại sự trong sạch cho mình. Thật hết cách với cậu. Đây là cái gì vậy? Đây là giếng thời không gian đấy. Giếng thời không gian là gì? Thời gian giống như ánh sáng hội tụ thành dòng sông, chỉ có thể tiến lên theo một hướng, không thể chảy ngược lại. Nhưng vì trong vũ trụ tồn tại không gian cân bằng, mỗi một thời không gian đều có một dòng thời gian. Giếng thời không gian sẽ nối với những đường tối ở các dòng sông khác nhau này. Cậu có thể đến thời không gian quá khứ qua chiếc giếng thời không gian này để viết lại lịch sử. Thú vị thế, sao cậu không mang ra từ sớm? Đây là việc nghiêm túc đấy. Cậu có thể nói rõ hơn được không? Trong một thời không gian không thể cùng tồn tại hiện tại, quá khứ hoặc tương lai của người này. Cho nên cậu tuyệt đối không được tự gặp thời không gian của quá khứ đấy. Nếu không cậu sẽ biến mất. Việc này rất nguy hiểm. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ thành công mà. Thôi được, tớ sẽ dùng bộ giám sát này để theo dõi cậu. Có việc gì, chúng ta sẽ trao đổi nhé. Được, cậu cứ yên tâm. Những thứ này là thời gian sao? Đừng nhìn ngang ngó dọc nữa, nhanh lên nào. Quay lại phòng đọc rồi này. Tiểu Sủng ơi, sao tay của tớ bị mờ thế? Cả cơ thể cũng vậy. Những người xuyên đến tương lai đều bị hậu quả của việc xuyên qua nhiều lần trở nên bị trong suốt cho đến khi biến mất đấy. Cho nên cậu tốt nhất là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Đấy rồi, chú mày đã ở đây rồi. Hiếu Hiếu, cậu mau trốn đi. Hiếu Hiếu của quá khứ đang ở ngoài cửa đấy. Cậu tuyệt đối không được đối mặt với cậu ấy nhé. Nếu không cậu sẽ bị xuyên đến quá khứ sớm hơn đấy. Vì sao cơ? Nếu người không cùng một thời không gian mà gặp nhau, cậu sẽ biến mất. Giếng thời không gian vì tránh tình huống này xảy ra nên đã đẩy cậu vào một dòng thời gian khác. Mặc dù có thể tạm thời cứu được cậu, nhưng phép thuật của tớ có hạn. Nếu có quá nhiều Hiếu Hiếu đồng thời ở trong dòng sông thời gian khác nhau,
giếng thời không gian sẽ bị sụp đổ. Như thế, cậu sẽ vĩnh viễn bị lưu lạc trong dòng sông thời gian, rồi sẽ không trở về được nữa. Vừa rồi là âm thanh gì vậy? Tớ không biết. Tớ nghe thấy bên trong có tiếng động nên mới lại xem. Không phải là ăn trộm đấy chứ? Rắc rối rồi đây. Hiếu Hiếu vẫn bị gặp mặt Hiếu Hiếu của quá khứ rồi. Tình hình hiện giờ còn gay go hơn cả lão Hoa bị vỡ nữa. Sao mình vẫn bị quay về đây vậy? Tiểu Sủng ơi, tớ trở nên trong suốt rồi. Vừa rồi cậu gặp mặt Hiếu Hiếu của thời không gian trong quá khứ rồi, cho nên mới bị quay trở lại vị trí cũ lần nữa. Và cũng chính là một phút trước khi câu chuyện xuyên qua lần đầu tiên đấy. Vậy chẳng phải là sau một phút, bản thân xuyên ngược trở lại lần đầu tiên xuất hiện ở đây sao? Đúng vậy, cậu ấy đến ngay đấy. Cậu mau trốn đi đi. Tuyệt đối không được đối diện với cậu ấy nhé. Tiểu Sủng ơi, sao tay tớ lại bị mờ rồi? Cả người tớ cũng thế. Được, chú mày quả nhiên ở đây rồi. Hỏng rồi. Hiếu Hiếu, phép thuật có thể sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cậu tuyệt đối phải trở về nhanh nhé. Sao mình lại ở đây nhỉ? Bây giờ bốn đường thời gian sẽ tụ lại ở điểm này. Nếu cậu còn gặp chính mình ở bất kỳ thời quá khứ nào, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Tiểu Sủng ơi, giúp tớ. Đều tại mình cả. Nếu Hiếu Hiếu không về được thì phải làm sao đây? Vào phòng trống như có người. Chính là nói, một người phải có yêu cầu nghiêm khắc đối với hành vi của mình. Còn mình thì trốn tránh trách nhiệm, cho rằng chỉ cần ngăn chặn được việc phiền hà do chính mình gây ra là được. Nếu ban đầu mà yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, thì mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra nữa. Hiếu Hiếu, cậu nghe được không vậy? Tiểu Sủng. Hiếu Hiếu, cậu tuyệt đối không được từ bỏ hy vọng nhé. Tớ nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu. Cậu nghe rõ nhé. Tớ có thể đồng thời nhìn thấy hoạt động của bốn Hiếu Hiếu. Cho nên, tớ bảo cậu né tránh Hiếu Hiếu khác, thì cậu sẽ theo con đường khi đến từng người một sẽ xuyên trở về từ miệng giếng nhé. Hãy nhớ, cậu nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của tớ đấy. Lần này mà còn thất bại là thật sự hết cách đấy. Tốt quá rồi, cậu mau vào trong giếng đi. Chỉ cần trở vào là có thể quay lại được. Ở nơi không có người giám sát cũng phải tôn trọng phép tắc. Mình chỉ nhìn một cái, không ai biết đâu. Không được, Hiếu Hiếu lập tức phải tiến hành lựa chọn rồi. Mình buộc phải bảo cậu ấy có một số ngưỡng không được phá vỡ. Cậu mau trở lại đi, sức lực của tớ sắp cạn kiệt rồi. Giếng thời không gian có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Cậu sẽ mãi mãi lưu lạc trong dòng không gian, không trở về được nữa đâu. Nếu cứ trốn thế này, việc gì cũng không thể thay đổi được. Muốn xoay chuyển tất cả cục diện, chứ không phải là thay đổi sự thật chú mèo có làm vỡ lọ hoa hay không, mà là để Hiếu Hiếu chưa đưa ra sự lựa chọn sai lầm nào, và phải hiểu được đạo lý vào phòng trống như có người. Hiếu Hiếu. Hiếu Hiếu, cậu đừng vào. Vào phòng trống như có người. Lạ nhỉ, âm thanh từ đâu nhỉ? Hiếu Hiếu, một người ở một mình thì cũng phải như có người ở bên cạnh. Phải cẩn trọng đối nhân xử thế, phải có một quán tính, tuyệt đối không được nói một đằng làm một nẻo. Cậu tuyệt đối không được lựa chọn sai lầm nhé. Hiếu Hiếu. Cậu là ai? Sao cậu lại biết tớ đang nghĩ gì? Vừa rồi là âm thanh gì nhỉ? Lạ nhỉ? Hiếu Hiếu, cậu chỉ thiếu một bước thôi là có thể trở về. Chỉ tại tớ, tớ đã đưa ra một pháp bảo nguy hiểm thế này. Cuối cùng lại làm Hiếu Hiếu mất tích. Mình biết rồi, lỗi lầm thật sự cuối cùng đã được sửa chữa. Lịch sử đã có được thay đổi thật sự rồi.
Tốt quá, Hiểu Hiểu đã thực sự hiểu được và phòng trống như có người. Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu rồi cũng đã trở về từ trong hiểm nguy. Trải qua hiểm nguy lần này, tin là cậu ấy nhất định sẽ ghi nhớ câu nói vào phòng trống như có người, bởi vì đây không chỉ là sự tôn trọng đối với người khác, mà là sự thể hiện của người có giáo dưỡng đấy. Các bạn nhỏ nhất định phải nhớ kỹ nhé. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Gốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình Diệu Âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà.